À, ghé thăm à, ngôi nhà mới dựng đẹp nhất à, tại ven hồ sáu tỷ à, một cái à, vị trí một cái mu rùa panorama toàn cảnh hồ sáu mươi tỷ đây rồi các bạn ơi bằng cái nghiệp vụ hơn 10 năm neo đồi thì tôi đã neo lên được cái mỏm đồi ở trên cái ven hồ xe mỹ tỷ và đây là một căn nhà sàn bằng gỗ hai tầng cũng đã dựng một thời gian rồi nhưng chưa lập mái à, trên này gió thật lạnh đây là một căn nhà gỗ hai tầng của người mông À, có thể của người Mông hoặc của người à, Kinh mình đã mua rồi và đang chờ để khai thác kinh doanh cái điểm à, du lịch điểm đến tại Hồ Xéo Mỹ Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sapa. À, các bạn có thể nhìn thấy phía xa xa kia là nhà anh Lữ người Mông đang làm cái lễ ma khô. Đang làm lễ ma khô. hôm qua này nay thì nhà anh lử đang mổ trâu. À, tôi cũng vừa uống rượu ở trong đấy mấy lại bà con thôn bản. Này căn nhà gỗ. Ở trên này người Mông thì đa phần họ ấy làm trước kia họ làm cái nhà gỗ một tầng. Nhưng bây giờ thì họ làm nhà gỗ và hai tầng hết rồi đặc thù của nhà mông là các tầng rất là thấp các tầng rất là thấp các bạn có thể nhìn thấy những cái nếp nhà của người mông này đấy đứng này chỉ đến chỉ đến tai mình thôi tức là khoảng tôi một mét bảy thì cái này chỉ một mét rưỡi thôi từ nền đất bật bật đất lên mét rưỡi có thể sau này những cái những cái gốc này ở những cái cái cột này họ sẽ tôn lên một cái đoạn bê tông khoảng nửa mét xong họ sẽ đưa cái những cái chân gỗ lên trên đấy để cho nó cao cái tầng một lên và tầng 2 thì cũng chỉ thấp như vậy thôi. Bên phía trước mặt các bạn đây là dưới này là hồ Sáu Tỷ này. Cái ngôi nhà này nó ở ven hồ luôn. Và nó nằm ở cái trỏm của một cái quả đồi. Trỏm một quả đồi. À, nhô lên. Như là một cái đỉnh mua rùa vậy. Đấy, dưới này là hồ Sáu Tỷ này. À, những cái mảng ở trên hồ này là những cái lồng để nuôi cá hồi. Nuôi cá hồi cá tầm cá hồi ngay phía dưới kia chỗ chỗ đo mực nước kia bên dưới thế là bờ hồ rồi hồ này là hồ tự nhiên đấy hồ lưu trữ nước để phát cho thủy điện ấy và người ta đang kinh doanh những cái trại cá lồng cá ở trên mặt hồ như thế này. Ở phía bên kia thì các bạn quan sát có thể thấy là à, cái con đường con đường chạy bếp hồ bên kia thì không có cư dân và chỉ có một vài những cái tròi nhỏ nhỏ dựng lên để bán nước hoặc là để trông cá bên kia toàn bộ là quỹ đất rừng rừng phòng hộ và một số rừng sản xuất toàn bộ là rừng một trăm phần trăm phía tay phải phía tay phải các bạn, phía tay phải đây thì là bờ của thủy điện và chạy suốt dọc theo cái uh, tôi đang lia máy đây, đó là cái đường ven hồ và bên đấy thì chỉ có những cái tròi. Đến khu vực phía trong này thì có bắt đầu có nhà dân này. Bắt đầu có nhà dân và có những cái quỹ đất ở. Quy hoạch là đất ở. Uh, quỹ đất ở trên này không có nhiều so với cái trục uh, tuyến bên uh, bờ hồ bên kia. Đây, phía trong đầu nguồn của hồ thì cái quỹ đất ở còn nhiều hơn một chút và cư dân hiện hữu giờ cũng khá là đông rồi. Thời gian gần đây thì một số cái ngôi nhà tròi nhà bắt đầu dựng lên nhưng chưa khai thác kinh doanh dịch vụ gì. Có lẽ là họ dựng lên để giữ đất và hoặc là dựng lên những cái phần đất mà họ đã đầu tư đã mua bán trong vài năm gần đây đây thì toàn bộ cái thôn à, sáng mỹ tỷ này thì đa phần cư dân là thuộc à, má bên trong của lòng hồ đây là hồ này đấy và đây là má bên trong này đấy bên trong này thì à, thôn sáng mỹ tỷ này có khoảng à, hơn 100 hộ dân chủ yếu là người đồng bào người Mông Các bạn có thể thấy cái vị trí tôi đứng đây nó là cái mô đất khá là cao. Mình có thể cua cái máy để các bạn quan sát được này, bên dưới là hồ này, đầu trên kia là gì là thượng nguồn này. Đầu trên là thượng nguồn này. Tất cả được bao quanh toàn bộ là núi bao quanh. Và bên dưới là hồ. Hiện trạng thì đang có cá tự nhiên và chủ yếu là cá nuôi lồng nuôi bè là cá tầm. Cá hồi. Cái mua đất thì có một ngôi nhà dựng ở đây rất là đẹp đứng ở bên đường bên kia đứng bên đường bên kia ngắm sang ngôi nhà này rất là đẹp à, ngôi nhà này sau này mà làm được đường lên thì ngôi nhà này mà ngôi nhà này thuộc cái diện quy hoạch mà đất ở thì đúng là một điểm ngắm quá là lý tưởng luôn một điểm ngắm một điểm check in à, tôi thấy là điểm này khả năng điểm đẹp nhất đẹp, điểm đẹp nhất tại 60 tỷ này cái thế đất nó uh, nhô ra đây và nó lại quan sát được hầu như quan sát được toàn bộ thôn luôn vị trí này có thể nói là panorama 360 độ luôn Đấy view xa xa đấy bên đấy đồng bào của người Mông này họ ở dịch chuyển lên phía trên kia là nhiều rồi phía trên kia nhiều rồi Đấy lễ hội ma khô đây mổ trâu mổ lợn uống rượu từ hôm qua đến nay say khớt khẩn khợt luôn bà con đồng bào người mông ở trên xe Mươi tỷ này thì cũng rất là thân thiện rất là tình cảm rất là gần gũi rất là mến khách à, toàn bộ những cái quỹ đất mà ở ven hồ xe Mươi tỷ thuộc phía bên này thì à, sau này khi mà quy hoạch cái hồ xe Mươi tỷ này thành một cái khu du lịch hồ sinh thái thì đây đúng là một cái lòng chảo quá là tuyệt vời luôn đặc biệt là đây là cái hồ nước ngọt mà ở cái độ cao trên dưới hai mét đó là một điều hiếm gặp mọi thứ ở đây còn rất là hoang sơ còn rất là hoang sơ lượng khách tây du lịch À, đến đây thì cũng à, tương đối à, từ tháng 2 trở lại đây thì lượng khách à, du lịch nước ngoài cũng đến đây và lưu trú ở đây à, họ thích cái sự trải nghiệm ở đây ăn ở cùng với lại các hôm từ tây đang ký doanh trên này và đi làm cùng mấy người đồng bào ở trong bản đó mới là cái hay ở trong cái dịch vụ ở trên này đi à, lấy thảo quản đi làm nương cùng với người đồng bào à, có những cặp vợ chồng mà tôi đã thấy tôi đã biết được và thấy họ ở đây có thể đến nửa tháng hoặc đến hàng tháng ở tại khu này. À, giá trị à, thời điểm này để mà khai thác cái tiềm năng du lịch ngay bây giờ tại 60 tỷ thì cá nhân tôi đánh giá là cái tính hiệu suất nó chưa cao. Bởi vì à, nó bị rào cản bởi vấn đề là những cái yếu tố về dịch vụ. Một yếu tố về dịch vụ à, chưa được phát triển. Thứ hai là vấn đề về quy hoạch. Vấn đề quy hoạch, vấn đề về uh, xin những cái quỹ đất, quỹ dự án ở trên này thì hầu như là mọi người vẫn còn đang đầu tư ở trên này và còn đang nghe ngóng. Còn đầu tư và còn đang nghe ngóng, nghe ngóng quy hoạch, uh, nghe ngóng các uh, ông chủ lớn có thể xin quỹ đất ở khu vực nào và quy hoạch như thế nào. Và đa phần là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhỏ lẻ mua đi bán lại một vài mảnh hoặc là mua đầu tư sở hữu một vài mảnh có diện tích từ vài trăm mét đến một hai nghìn mét. Các bạn có thể quan sát thấy là toàn bộ cái lòng chảo của cái thôn Sa Bích Tỷ này nó rất là nhỏ. Đây là tôi có thể cua một vòng xung quanh bao bọc bởi các dãy núi cao. Phía xa xa kia đến là bờ hồ rồi. Vâng. Đó là hết. Toàn bộ những gì về 60 tỷ, hầu hết là trong video này là có đầy đủ rồi. Và bản thân tôi đang làm bất động sản tại uh, Sapa và Y Tý, Bắc Hà. Uh, chúng tôi cũng đã từng đầu tư ở trên này. Để những thời điểm 2017, uh, có những mảnh chúng tôi bán ra rồi và có những mảnh chúng tôi muốn giữ lại để khai thác. Sau này khai thác dòng tiền. Và đó mới là cái sự bền vững của bất động sản Và hiện nay thì anh em chúng tôi có một vài mảnh Cũng cần chuyển nhượng Với cái giá đầu tư Hoàn toàn hợp lý Nếu như anh chị không khai thác dòng tiền Trên bất động sản này Và kỳ vọng vào hai năm, ba năm, 5 năm Với những cái vị trí đất Có giá từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đến 4 triệu Thì tôi nghĩ rằng 3 năm đến 5 năm nữa cái điều tối thiểu nhất là cũng phải được nhân đôi tài sản rồi. Điều tối thiểu nhất. À, còn à, có thể à, nhân 3, nhân 5, thậm chí nhân 10 lần trong thời gian tới. Khi du lịch phục hồi phát triển và à, 60 tỷ tả van Sapa có quy hoạch à, chi tiết cũng như là các à, ông chùm lớn sẽ về đây và làm cho mảnh đất này thực sự có hồn. À tương lai chỗ này là một điểm đến lý tưởng khi những ai đến với Sapa. Và từ Sapa, chúng ta di chuyển lên đến hồ Sa Tỷ này với hơn 20 cây và thời gian di chuyển trung bình từ 40 đến 50 phút. À quý vị nhận định thế nào về cái uh, mảnh đất này, vùng đất này cũng như cái tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng ở nơi đây? Và anh chị và các bạn đã từng đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vùng ven nói chung ở tất cả các tỉnh thành. Hãy comment uh, xuống bên dưới video này hãy chia sẻ những cái chiến lược đầu tư những cái định hướng đầu tư quan điểm đầu tư của anh chị để chúng ta cùng tương tác và chúa thể chúng ta sẽ giao lưu với nhau để cập nhật tình hình bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ở các nơi trên cả nước cũng như là có cơ hội chúng ta có thể là kết nối và hợp tác đầu tư cùng nhau À, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo à, hãy nhớ đăng ký kênh Thọ La Colen và ủng hộ Thọ để Thọ sẽ làm những video tiếp theo nữa về tất cả những cái vùng đất Thọ đã đi qua đã đầu tư và những cái vùng đất mới để khám phá ra những cái thế mạnh những cái nguồn tài nguyên cũng như những cơ hội để chúng ta có thể cùng nhau trên cái hành trình kinh doanh và đầu tư bất động sản được hiệu quả à, xin cảm ơn và chào anh chị và các bạn